xưa ở trong sa mạc treo cao rắn đồng, nhưng ai nhìn thì được cứu sống. Ngày nay con người lại cũng sẽ phải được dưỡng cao, để ai tin vào thì sẽ được sự sống tuôn trào. Yêu thương thế gian đến nỗi Thiên Chúa trao ban chính con một mình, để những ai tin vào con của người sẽ không phải chết. Yêu thương thế gian đến nỗi Thiên Chúa trao ban chính con một mình, để những ai tin vào con của người được sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.